Mình xin được shout out tới các bạn ở trong nhóm The Slum, viết là D-A-S-L-U-M. Các bạn đã liên lạc bọn mình và lấy sample của bài Con Đường để làm ra một cái bảng rất chi là cháy ạ. Cảm ơn mọi người ạ. Ok, lâu lắm rồi thì bọn mình đã không quay lại. Bọn mình là ban nhạc Những Đứa Trẻ, với những ai mà mới gặp bọn mình lần đầu, và đây là lần đầu tiên sau nhiều năm bọn mình quay lại với sân khấu của HRC. Vậy nên bọn mình sẽ bắt đầu bài hát ngay bây giờ, và hy vọng là các bạn sẽ thích những bài hát mà bọn mình biểu diễn. Thank you so much. Chỉ còn một ngày đã đây, nhìn em yêu nhau.
Và sau đây sẽ là một bài hát mới mà bọn mình vừa mới ra mắt, có tên là Giấc Mơ.
trên con đường vắng. Và bình thường bọn mình sẽ hay có một bài hát
để khuấy động không khí. Và những ai mà biết ban nhạc đủ lâu thì sẽ biết là bài hát này luôn luôn xuất hiện ở gần cuối hoặc là cuối cùng. Bọn ta sẽ cố gắng viết những bài hát trẻ trâu hơn như này. Oh,
chúng ta sẽ còn gặp nhau trong một thời gian rất là dài nữa. Ban nhạc vẫn đang tiếp tục cố gắng gọi là sáng tác thêm những bài hát mới. Và bọn mình hy vọng là với những show diễn như thế này thì bọn mình sẽ có được nhiều cảm ứng và trải nghiệm hơn. Tại vì đi show là một trong những cách mà để mà bọn mình biết được là bọn mình sẽ chơi những cái bài hát nó như thế nào, và liệu nó có hay hay không, hay là liệu bọn mình có thể đem lại được những gì cho các bạn. Vậy chúng ta sẽ chuẩn bị tạm biệt nhau để bọn mình lên sân khấu cho ban nhạc Radi Tree. Và đây là bài hát cuối cùng. Thank you.
Mr. Brady Tree. Woo!